Dán với những ngôi sao hàng đầu như thế này là điều tuyệt vời rồi, là một trải nghiệm rất là tuyệt vời rồi. Còn đôi khi cúp kiếp thì nó còn phải có duyên nữa mọi người ạ, và nó còn phải có một chút xíu may mắn nữa. Trình này thì ai đánh cũng hay cả. 2000 là trình rất là cao rồi mọi người ạ. Những danh thủ hôm nay thì nhiều như mây. Ra sân vơ ông nào ông nấy là cũng 900.000 hết. Hôm nay thì có một cặp rất là thiếu điểm, đó là anh sĩ Dương Đình Phát và Trịnh Linh Giang mà thôi. Ok, trận đấu được bắt đầu mọi người nhé. Game đầu tiên thì Trịnh Ly Hoa Đồng Nai sẽ là người cầm dầu bóng trước. 15-0 cho Trịnh Ly Hoa và Phú Quảng Trị. Sở trường của Trịnh Ly Hoa là đánh phong. Wow, trọng tài xác định là bóng tốt mọi người nhé. 30-0. Cặp đôi Trịnh Ly Hoa và Phú Quảng Trị là một cặp đôi khá là mạnh mà không biết sao đi playoff mọi người ạ. Thì càng vào sâu chừng nào ở nội dung 2000 thì các cặp đôi đồng đều hơn sẽ xuất hiện, và các cặp đôi kèo lệch thì sẽ rất là khó để đi sâu. 30-0. Rất hay rồi, vì anh Thành đánh rất tự tin ở những pha bóng đầu tiên. Anh không hề e sợ cái lưới gần 1000 điểm của Phú Quảng Trị. Anh đánh thẳng vào vị trí của Phú Quảng Trị để tạo điều kiện cho Krumkat dứt điểm rất là gọn gàng. Tỷ số bây giờ là 30-15. Trời ơi, giải ra bóng hay chứ gì. Ây, drop shot lỗi rồi. Drop shot lỗi từ phía Phú Quảng Trị và tỷ số là 30-0. Một quả không ăn rất là đáng tiếc từ phía Phú Quảng Trị. Nguyễn Văn Phương đang theo dõi trận đấu này. Xin chào anh Ngữ Năm Cu nha. Wow, bài khen quá tốt và quá tự tin từ phía anh Thanh Quần 2 đối với vị. Một cú passing dọc dày quá đẹp đã được anh Thanh Quần 2 tung ra, nhưng mà anh Thanh đánh hai tay, nhưng mà sao anh đó anh Thanh múa vợt một tay là sao ta. 30-40 và hai break point đã thuộc về cho Thanh Quần 2 và Krumkat. Cơ hội bẻ break đến từ rất sớm cho Krumkat và anh Thanh Quần 2. Bùng trải không qua lưới rồi phải đè bóng rất sâu từ phía Krumkat để nâng tỷ số lên 1-0 và bẻ break luôn của Trịnh Ly Hoa và Phú Quảng Trị. 1-0, game tiếp theo thì Krumkat sẽ là người cầm giao bóng mọi người nha. Lẽ ra thì mình luôn nghĩ là Phú Quảng Trị nên giao bóng trước. Xin chào từ Lê Khánh Duy, anh Bon Bỏ và các khán giả đang theo dõi livestream nha. Đây là trận playoff trên sóng livestream mọi người nha. Trận playoff thứ 2. Hôm nay nội dung 2000 rất là hấp dẫn và khán giả đã đến sân rất là đông luôn. Xin chào bà bầu Hoàng Triều Quảng Nam, Gia Huy và 300 khán giả đang theo dõi trận đấu này. Trận đấu có mặt của một trong những ngôi sao của giải đấu lần này, đó là Christopher Krumkat mọi người nhé. Rồi, Krumkat giao banh, 1-0. Hay quá. Không được rồi. 15-0 cho anh Thanh Quận 2 và Krumkat. Mình luôn nghĩ trận playoff này sẽ khá là dễ dàng cho Krumkat và anh Thanh Quận 2. Mình luôn tin tưởng rằng đẳng cấp và sự vượt trội từ phía Krumkat sẽ giúp cho anh Thanh Quận 2 qua cái trận vòng gửi xe này. Pha đôi công của Krumkat và Phú Quảng Trị đã có bóng và anh dứt điểm rất là gọn gàng. 15-0. Sở trường của Trinh Ly Hoa Đồng Nai là đánh phong, nên Krumkat tấn công anh không hề sợ, anh vẫn đối phó khá là nhẹ nhàng. Không, pha cài bóng của Trinh Ly Hoa Đồng Nai, một cú return bóng khá là rác nhưng mà trọng tài xác định bóng ngoài mọi người ạ. 30-15.
Thu Quang Trì tỏ ra khá bất ngờ với quyết định của trọng tài, nhưng mà không biết là quyết định của trọng tài có chính xác hay không. Tim vẫn chưa quay chậm kịp. Diễn biến trận đấu diễn ra khá là nhanh. Lỗi. Một bóng lỗi. Trại bóng ra ngoài của Phương Quảng Trị rồi. 40-15, thế trận đang khá là dễ dàng. 1-0 bởi việc mất break từ rất là sớm. Và luôn thấy là trên Liên Hoa Đồng Nai và Phương Quảng Trị đánh hơi thiếu tự tin một chút xíu và hơi thiếu lửa xíu. Đáng lẽ phải gào thét, phải come on, oh yeah baby rồi các kiểu thì nó hấp dẫn được. Quá hay vậy trời, pha trả cho bóng 10 điểm không có nhân từ phía trên Liên Hoa Đồng Nai. Một cú return forehand winner để nâng rút ngắn tỷ số xuống 40-30 mọi người nha. Mặc dù rung cá giao bóng một khá là nặng và điểm rơi cũng khá là hiểm hóc. Trình Liên Hoa trả hay quá trong pha bóng vừa rồi. Lỗi. Bốn mươi đều bóng vàng, ai là người đỡ bóng vàng chắc chắn là Trình Liên Hoa rồi. Và luôn nghĩ Trình Liên Hoa sẽ là người đỡ bóng vàng. 40 đều. Không biết là Cung Gách đang dặn dò anh Thanh Quận 2 chuyện gì đây. 1 đều. 1-0 và 40 đều. Trình bị nghịch càng rồi hả? Không, một cái tay trái, một cái tay phải đứng vậy là thuận càng rồi chứ. Vẫn còn cứu bóng rất hay của Trình Liên Hoa. Wow, bóng vẫn trong sân, trọng tài xác định bóng vẫn trong sân mọi người ạ. Và ở góc nhìn của Bình Luân Viên thì Bình Luân Viên thấy là bóng tốt mọi người nha. Và tỷ số đã được nâng lên 2-0. Trình Liên Hoa lên lưới và rung cát bắn thẳng vào vị trí của Trình Liên Hoa ngay mọi người nha. Chúng ta hãy cùng xem lại pha quay chậm, pha phản công không tốt từ phía Trình Liên Hoa. Bóng đi ngay người luôn, anh Trinh anh chỉ tiệc anh bay như chim. Mọi người xem lại pha quay chậm anh bay như chim vậy. Bay rất là đẹp. Đứa nào Đồng Nai cắt clip giùm thầy tóc dài quả đó nha mọi người. Cắt xem thì Trinh né rất là điều nghệ. Phú Quảng Trị là người cầm dao bóng tiếp theo. 15-0. Phú Quảng Trị khi anh cầm dao bóng thì chắc chắn anh sẽ tìm kiếm một quả ace để cắt clip nữa rồi. Sở trường của anh là những quả dao bóng cực kỳ nặng. Một bóng lỗi. Hôm qua Phú Quảng Trị đã có một cú ace đối với Lý Hoàng Nam. Ba mươi không, trọng tài xác định bóng ngoài mọi người nha. Cú return của Rungkat bóng hơi dài một chút xíu. 0-2 và 30-0. Hoàng Nam em cắt rồi anh Di ơi, ok. Rồi smart lùi trúng canh vợt từ của anh Trinh Đồng Nai rồi. 30-15, tỷ số được rút ngắn xuống một chút xíu. Khán giả cũng đang xem rất là đông trận đấu này. Gần 400 khán giả đang theo dõi trận đấu này. Lưới chưa bao giờ là ưu điểm của Trinh Liên Hoa Đồng Nai cả mọi người ạ. À. 30 đều. Một pha đánh rất gần trên Đồng Nai, tuy nhiên thì hành xử lý vô lê nó lại không được tốt lắm. Sở trường của Trinh là đánh phong mọi người ạ. À. Nhưng mà không phải là Trinh không có lưới đâu nha, Trinh bắt lưới rất là hay. Nhưng mà để làm khó được rung cát thì Bình Luân Viên nghĩ cũng hơi khó. Trả vào bóng rất hay của anh Thành Quận 2 và lên lưới. Rung cát đã lên lưới rồi. Hay, Bình Luân Viên vừa nói xong thì đó là một pha chụp bóng rất nhanh từ phía Trinh Liên Hoa. 40-30. Nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh bây giờ là 36 độ C mọi người nha. Thời tiết khá là dễ chịu. Độ ẩm khá là cao. Nhiều mây. Quá hay pha cài bóng và sau đó của Rungkat và anh Thanh Quận 2 ôm lưới dứt điểm rất nhanh để đem về breakpoint cho cặp đôi của mình. 40 đều và Rungkat chắc chắn sẽ là người đỡ bóng vàng.
Hay. Wow, hay Giang Thành quận 2 rồi quý vị. Ở trận trước mà đánh sung vậy thì đâu có thua 6-3 đâu bà con. 3-0. Trời ơi, trận trước các anh Thanh anh hơi bị cứng do khán giả xem đông quá. Anh sợ mua vé không đủ tiền nên mua vé không xứng đáng tiền nên anh hơi tâm lý xíu. Nhưng mà trận này thì anh Thanh anh đánh rất là tự tin mọi người nha. Tỷ số bây giờ là 3-0 cho Thanh quận 2 và anh Trung Cách. Ba không cho Thanh quận 2 và Rung Cát. Kèo này hơi khó cho Trinh Liêu Hoa và Phú Quảng Trị rồi nha mọi người. Game tiếp theo thì anh Thanh quận 2 sẽ là người cầm dấu bóng, và chỉ cần anh Thanh quận 2 giữ được cái break này nữa là coi như Trinh Liêu Hoa và Phú Quảng Trị sẽ rất là gần bãi xe mọi người ạ. Mọi người thấy Phú Quảng Trị nó đi ngang mà nó nghe mình Luân Nguyên nói, nó dòm dòm mình Luân Nguyên kìa mọi người ạ. Không sao cả, hai anh em rất là thân nhau. Không sao cả, hai anh em rất là thân. Thử hai bạn. Anh Trung Kỳ Hòa anh nói rất là thân, đã từng thôi. Giờ sau câu nói đó là bớt rồi. Game tiếp theo Thanh quận 2 sẽ là người cầm dấu bóng. Anh Duyệt thì đang đứng chắc cổ vũ cho anh Thanh quận 2 đây rồi. Không biết hay là cổ vũ cho thầy Trinh thì không biết nữa. Hay quá vậy. Hay quá. 10 điểm không có nhân cho Đinh Ly Hoa. Một cú passing chéo sân rất đẹp. Đẳng cấp của Đinh Ly Hoa Đồng Nai. Vụ đánh bóng được cài, anh Thanh quận 2 cài rất là khó. Nhưng mà anh tung ra một cú passing rất là nhẹ nhàng. 0-15. Khi kèo yếu hơn cầm vào bóng, chắc chắn là bên Phú Quang Trị và Đinh Ly Hoa sẽ rất là muốn bẻ break. Hay vậy. Ôi chết tôi rồi, bỏng ngoài rồi, trọng tài chỉ tay lên trời rồi, 0-30. Chiến thuật rất là đúng đắn, hầu như rung gát anh Thanh giao bóng 2, giao vô bóng 1 thì tốt nhưng mà giao bóng 2 thì hơi khó. À đúng rồi, khán giả nhắc mình mới nhớ đứng hơi lộn càng chút xíu rồi. Ủa sao? Chết tôi rồi, Phú Quang Trị phải qua U1 chứ. Ở giữa sân là hai cái đường que chuyển khoản thì chết luôn rồi. Hai vận động viên chúng ta đều là hai cái backhand chuyển khoản hết. Mà tay trái với tay phải mà đứng về lộn càng rồi bà con ơi. Cứ dục cái bóng vô giữa sân là hai ông bung tan cửa nát nhà hết trơn. Không xong rồi bà Đại Vương ơi, không biết là sao Trinh đi qua với Phú Quang Trị lại lựa chọn chiến thuật như vậy nữa. Hay vậy. Bỏng ngoài rồi và 30 đều mọi người nha. 30 đều. Sao kỳ vậy ta, sao đứng cái kèo này ta? Chắc là muốn tận dụng hai cái smart hay sao đây ta? Đứng cái kèo khá là khó chịu mọi người ạ. Ở quê chúng tôi không ai đứng như vậy cả. Ở giữa sân là hai cái đều que chuyển khoản. Thường thường một cặp đôi rắn hai đầu theo Bình Luân Nguyên á là phải đứng ngược lại mọi người ạ. Phải để giữa sân là hai cái forehand thì nó mới lợi hại. Đối với một cặp đôi tay trái và tay phải, hai cái cặp đôi rắn hai đầu thì nó phải như vậy. Và hai quả bắt vô lê giữa sân đều là hai cái forehand hết thì nó mới đúng. Hay quá, sàn vô lê rất chính xác từ phía Phú Quang Trị. Một pha nhận bóng lạnh lùng để cân bằng tỷ số, để nâng tỷ số lên 30-40.
Hay quá. Đổi giao banh. Vậy là tỷ số đã được rút ngắn xuống 3-1. Game tiếp theo Trinh đi qua Đồng Nai sẽ là người cầm giao bóng. 1-3 mọi người nhé. Game thứ 5 của trận đấu này. À, thay đổi chiến thuật rồi, giao bóng kẹp giữa ngay mọi người ạ. 15-0 cho Phước Quảng Trị và Trinh Ly Hoa. Một bóng lỗi. Hay quá. Hay quá. Trời ơi. Quá hay rồi. Phước Quảng Trị đã đứng tạo dáng rất là đẹp trong pha bóng vừa rồi. Anh đã tạo dáng chụp ảnh rất là đẹp. Và đánh khiến cho Phước Quảng Trị phải đứng hình luôn. Một cú passing dọc dày rất là đẹp mọi người ạ. Đây mọi người xem lại. Đó anh vừa trụ thôi. Thêm một quả nữa. Rồi sau đó anh vừa trụ thôi là bóng nó bay ngang luôn rồi mọi người ạ. Bóng rất là nhanh mọi người nha. 15 đều. Span lùi hơi với của Phước Quảng Trị rồi bóng quá dài rồi. 15-30 cho anh Thành quận 2 và Trung Cát. Khán giả vẫn đang theo dõi trận này khá là đông mọi người ạ. Lần này thì pha đánh bắt bài của Rung Cát không làm khó được Phước Quảng Trị mọi người nha. Anh ôm lưới rất nhanh và dứt điểm rất gọn gàng. 30 đều. Một cú đánh Rung Cát đã dự định tung ra một cú passing chéo sân nhưng mà Phước Quảng Trị đã phán đoán được ý đồ. Và anh di chuyển rất là tốt trong pha bóng vừa rồi. Vẫn là chiến thuật lớp bóng để tìm cơ hội lên lưới của anh Thanh. Lớp hay quá vậy trời. Anh Thanh lên lưới rất là nhanh. Không được rồi. Trinh đi qua xử ngay mọi người ạ. Đánh thẳng vào vị trí của anh Thanh liền. 40-30 cho Trinh đi qua và Phú Quảng Trị. Trời 1 giờ mấy rồi hàng gì thấy đói bụng. Mình luôn quên cả ăn cơm mọi người ạ. Bóng không qua lưới và tỷ số đã được rút ngắn xuống 3-2 cho Trinh Ly Hoa và Phước Quảng Trị. Những cơ hội giành break cho Thanh Quận 2 và Rung Cát đã không xuất hiện ở trong game đấu này. Và tỷ số bây giờ là 3-2. Ưu thế vẫn đang nghiêng về cho Rung Cát và anh Thanh Quận 2. Và game tiếp theo thì Rung Cát sẽ là người cầm giao bóng game thứ 6 của trận đấu playoff đầu tiên của... Không, trận đấu playoff thứ 2 của nội dung đôi nam 2000 mọi người nha. Xin chào anh Kế Đặng và tất cả các khán giả đang theo dõi qua livestream nha. Xin chào bà bầu Mai Bùi nha và các khán giả nha. Ngày hôm nay thì sẽ diễn ra rất là nhiều nội dung nha mọi người. Trong đó có một nội dung hấp dẫn không thua kém gì nội dung 2000 này đâu. Đó là nội dung đôi nam nữ 1004. Đôi nam nữ 1004 là khá là rác nha mọi người. Đôi nam nữ 1004 là khá trình khá là cao đó mọi người ạ. Thường thường đôi nam nữ là 1200 mấy, 1300 mấy thôi. Mà đôi nam nữ 1004 là có rất là nhiều danh thủ nữ xuất hiện. Các cặp đôi đồng đều và cặp đôi thật sự mạnh thì vẫn chưa xuất hiện nhiều lắm đâu mọi người ạ. Cặp đôi Phước Quảng Trị và Trinh Ly Hoa cũng là một cặp đôi khá là đồng đều. Tuy nhiên thì những cặp đôi mà thật sự mạnh và hai cái lưới rất là mạnh tại tình này nó cần lưới mạnh rất là nhiều. Nó vẫn chưa xuất hiện. Xin chào 400 khán giả đang theo dõi trận đấu này nhé. 3-2 cho Thanh Quận 2 và Trung Cát. Xin chào Phan Huy, Phan Ngọc Phi.
mình quay. Game tiếp theo, Krunka sẽ là người cầm giải bóng mọi người nha. Đó là áo xanh đúng không? Có hai chắc nó idol Trịnh Linh Giang đó anh. Ok, trận đấu lại được tiếp tục mọi người nha. Rung cát cầm vào bóng game tiếp theo. Tỷ số bây giờ là 2-3. 3-2 chứ, xin lỗi. Không, thấy tối nói đúng không? Nói đúng, nói không? Đúng lần rồi, lại nói đúng lần nữa rồi. Chuẩn. Nói nó ngồi ăn anh nói rồi mà. Sao tối anh không gặp em? Rồi. Để nó chỉ vô bao nó khác. Ừ. Vì ở đó nó không có thuyền xin bao nhiêu. Nó là cái phong bao lúc nào nó cũng hiệu quả hơn ra lưới. Còn bây giờ Vương Cát này đang không phải mở máy mà lưng mình nó không lên lưới nữa. Hay quá. Vẫn còn. Trời ơi, mọi người có thể thấy là Trịnh Ly Hoa đánh phòng hay như thế nào trong pha đôi công vừa rồi. Anh không hề e sợ trước đẳng cấp của đang rung cát mà anh đôi công xong phẳng luôn mọi người ạ. Quá hay cho Trịnh Ly Hoa Đồng Nai, tại vợt số 1 của Đồng Nai hiện nay. Đánh rất là hay luôn nha mọi người. Sở trường anh đang đánh rất là đúng sở trường của mình, là cái phòng rất là rác. Em đánh đầu. Trọng tài xác định đó là một cú quay từ phía rung cát 40-15. Hay quá vậy, trời ơi. Hay quá mọi người à. Rung cát bắt đầu dập bóng dễ sợ rồi mọi người. Anh đang thể hiện sự đẳng cấp và sự vượt trội của mình. Những pha đánh cực rác từ phía rung cát đây đang tỷ số lên 4-2. Và game tiếp theo thì Phú Quảng Trị sẽ là người cầm vào bóng 2-4 mọi người nha. Xin chào gần 500 khán giả đang theo dõi trận đấu này. Mặc dù là Trịnh Ly Hoa đã có những pha thể hiện rất hay đối với rung cát, nhưng mà khi anh cầm vào bóng, rung cát đè đánh trước không mọi người ạ. Trịnh Ly Hoa cũng đánh lại nhưng mà điểm rơi của rung cát nó quá hiểm hóc luôn. Chết tôi. Bình Lưu Nguyên thấy pha bắt lưới đó của Phú Quang Trị là Bình Lưu Nguyên nó nói chết tôi liền mọi người, đúng không? Bóng cắm xuống chân ngay mọi người ạ. Pha đánh cực rác từ phía rung cát đã được tung ra. Rung cát đang rất là tập trung và đang rất là quyết tâm để chiến thắng trận đấu này. Tuy nhiên thì Phước Quảng Trị giao bóng không hề dễ chịu một chút xíu nào. 2-4 và 0-15. Wow, hay. Mọi người vừa nhìn thấy cái gì không? Một cú passing xứng đáng có 10 người yêu từ phía rung cát thưa quý vị. Cú đánh dễ sợ, bóng được cài khá là khó nha mọi người. Bóng ngắn và một cú running backhand đã được tung ra. Điểm rơi rất sâu luôn. Rất là khó để thực hiện, nhìn livestream nó dễ vậy thôi chứ ngoài sân mà chạy đánh được qua đó nó cũng không hề dễ dàng một chút xíu nào. 0-30. Rồi, giao bóng lỗi kép luôn rồi, 0-40 luôn rồi. 0-40. Hai chị em sinh đôi. Nhà mình còn gì đâu Phước ơi. 0-40. Hay,
Đó mới là Phước Quang Trì đâu quý vị. Anh đã sửa sai bằng một quả giao bóng cực năng về phía Runcat và tỷ số bây giờ là 40-15. Thay đổi chiến thuật rồi. Lại là giao bóng kẹp giữa nữa thưa quý vị. Chắc chắn là ép trái anh Thành Quận 2 rồi. Lùi. Hai bên lại. Mình luôn vừa nói xong là một quả giao bóng ép trái ngay từ phía Phước Quang Trì mọi người nha. Một bóng lỗi. Có khi nào bốn gì em xin đôi luôn không ta? Không, không có rồi. Khá là dễ dàng cho Phước Quang Trì một pha đè bóng nhẹ nhàng. 30-40, Phước Quang Trì đã cứu thành công một break point. Bắt buộc là Phước Quang Trì phải giữ break này, chứ còn nếu mà Phước Quang Trì không giữ break này nữa thì coi như bãi xe rất là gần rồi mọi người ạ. Trận này thì Bình Nguyên thấy là trên đi qua Đồng Nai thi đấu rất là tốt, nhưng mà Phước hình như là hơi thiếu lửa xíu. Ây da, đã hay mà còn hên nữa, chết bồ tôi rồi. Một cú đánh dọc dây của Runcat, bóng chạm lưới và nó vẫn qua sân mọi người ạ. Và 5-2 cho anh Thanh Quận 2 và Runcat. Và game tiếp theo, game thứ 8 thì anh Thanh Quận 2 sẽ là người cầm giao bóng. Và thế trận đã dần nghiêng về cho Runcat và anh Thanh Quận 2. Họ đã dẫn trước 3 bàn, 3 game và 1 break. Hai đội tạm đổi sân mọi người nha. Không 15 mọi người nha. Gỡ game cầm vô bóng trước thì anh Thanh Quận 2 đã bị mất break rồi. Không biết là game này thì anh có giữ được break không. Một bóng lỗi. Hơi với nhưng mà Trinh Ly Hoa vẫn tung ra được một cú dứt điểm mọi người nha. 0-30. Hôm nay anh Thanh giao bóng hơi thiếu tự tin. Lội vào bóng kép luôn của anh Thanh Quận 2, trời ơi. 0-40 luôn rồi và rất là nhiều cơ hội để đưa trận đấu lên tỷ số 5-3 cho cặp đôi Phước Quảng Trị và Trinh Ly Hoa. Anh Thanh là game đầu thì anh giao bóng tự tin mà sau game này lại mất tự tin như vậy. Anh mất cảm giác quả giao bóng của anh hay sao mọi người ạ? Đó. Giao vậy phải ngon không? Không, hồi lỗi rồi. Anh Thanh giao bóng rất là tốt mà sao hôm nay giao bóng kỳ vậy ta? Chết tôi. Hay.
Bắc vô lề quá dài rồi, và đó là một game trắng và tỷ số được rút ngắn xuống 5-3. Và game tiếp theo thì 3-5. Thì game tiếp theo thì hình như là 5-3 thì Trinh Đi Qua sẽ là người cầm giao bóng game thứ 9 của trận đấu này. Ở trận đấu trước cũng vậy, anh Thành Quận 2 đã có break trước và lên tỷ số 4-2 trước. Tuy nhiên thì khi anh cầm giao bóng anh lại giao rất là tuột, không biết sao nữa, rồi thua trận đầu và phải đi playoff luôn. Đại giao bóng rất hay, chỉ hư cú giao bóng thôi mọi người ạ. Còn forehand backhand thì vẫn ok, vẫn còn được, không sao cả, cơ hội vẫn còn cho anh Thành Quận 2 để qua khỏi bãi xe. Và bắt buộc là Trinh Đi Qua phải thắng cái game này, cái game phải rất có thể phải đối diện với Matchball. Đó là một pha bắt vô lề không tốt từ phía Phước Quảng Trị. 0-15 mọi người nha, 3-5 và 0-15. Giao bóng rất nặng và trả giao bóng không tốt từ phía Rung Cát. 15 đều. Quay một pha bùng trái nhưng mà rất tiếc là bóng đi không chính xác. Trinh Lý Hoa quyết định tung ra một cú passing đối với Rungrat nhưng mà rất tiếc là bóng nó lại đi hơi dài rồi. Trả giao bóng ra ngoài rồi, 30 đều mọi người nhé. Hai quả trả giao bóng hỏng từ phía Krung Cát. Hay quá, bóng ngoài rồi đối với và anh Thanh Quận 2, anh đã giơ nắm đấm lên trời rồi, sự tự tin đã quay trở lại bên Thanh Quận 2 và tỷ số bây giờ là 30-40 và hai match point đã thuộc về cho Krung Cát. Krung Cát đã trả hai quả hỏng rồi, không biết quả thứ ba thì có hỏng luôn hay không. Hỏng luôn mọi người ạ. Xin Đi Qua giao bóng hay dữ trời, 40 đều bóng vàng, thêm quả nữa sai luôn. Match ball thứ hai cho Krung Cát, một bóng lỗi, chà hư quả bóng một thì khá là khó chịu đây. Lần này thì Krung Cát không phạm sai lầm. Vậy là trận đấu đã kết thúc với tỷ số 6-3 và xin chúc mừng anh Thanh Quận 2 và Krung Cát đã qua khỏi bãi xe mọi người nha. Họ đã giành quyền đi tiếp. Bình Luân Viên xin phép đóng trận đấu này lại để chuẩn bị cho các trận đấu sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong mấy phút nữa.